truyền thống mấy chục năm nay rồi, cũng gói bằng lá chuối. Chuối giờ quen rồi, giờ xài tới bây giờ cũng là lá chuối. Món này ở Sài Gòn có thể nói là độc nhất vô nhị. Mình yêu nghề này rồi vô nghề này rồi. Muốn chuyển ngày khác thì tại khách nó đi kiếm nhiều chỗ ăn cũng không có thấy bằng ở đây. Bởi vậy khách ăn ăn xong rồi nó trở về khách quen lắm rồi, còn ở nước ngoài nó về đây nó còn phải kiếm nữa mà. Tôi là tên Trung, món này là người Hoa, cha truyền con nói, thì bán được khoảng 60 năm rồi, 451 Trần Phú, phường 7, quận 5, vào từ 6 giờ chiều bán tới 11 giờ. Ba mình học từ Thái Lan về, rồi ba mình bán thì mình nối nghiệp của ba rồi. Ở đây là nổi tiếng là về xôi cà vé. Cà vé khoảng 10 loại bánh với xôi. Xôi là chỉ có một món, xôi cà vé thôi. Bánh là có đậu xanh, bánh da lợn, bánh khoai mì, bánh cà vé, rau câu. Rau câu thì có 6 loại: nhãn nhục, củ năng trứng, lá dứa, dừa, cacao. Truyền thống mấy chục năm nay rồi, cũng gói bằng đá chuối. Gói đá chuối vậy nó cực lắm. Mua về mình phải mua cái đá dài, rồi mình phải xé rồi mình phải cắt xong rồi mình phải rửa nữa. Bởi vậy nhiều đoạn công phu lắm. Còn về mấy bịch đi đông thì nó dễ thôi, mua về làm thôi. Còn mấy cái này cực, dư đá chuối nó cũng mất tiền hơn bịch đi đông. Nó có mùi vị cái lá chuối thơm, vị thơm chút thôi. Nó cũng là không phải thơm nhiều, nhưng mà có bán quen rồi. Tại hồi mấy chục năm trước thì đâu có bịch đi đông đó, shop này đó đâu, mấy chục năm trước đâu có bịch đi đông đâu, toàn là giấy, bịch giấy nè, đá chuối nè, lúc trước là vậy. Lúc trước tâm cũng phải cắt nữa, nhưng mà nhiều công phu quá, kệ mua đại tâm sĩ găng mình xài luôn, cho nó tiện chút. Nguồn gốc từ Thái Lan nè, ba mình ở Thái Lan nó học nghề về, rồi qua tới Việt Nam thì mình cũng cải cách nó. Cái vé là bằng trứng đường cốt dừa này nọ, ăn vô thì nó thơm thanh ngọt, béo vậy. Nó cũng béo hơn cái bánh phân đó, bánh ăn á. 2-3 năm trước thì bán bắt chút. Một ngày bán được 4-5 thao xôi, bây giờ rút lại khoảng nữa thôi. Từ nhà mấy anh em làm ở nhà, món này cực, nó nhiều giai đoạn, nhiều công phu, nó làm hơn cực chút. Đúng rồi, sáng mình bắt đầu làm tới ra bán rồi. Ra bán ở nhà còn phải hấp xôi nữa. Giá bánh thì 6.000 cái đồng giá, món nào cũng 6.000, còn xôi thì 20.000 gói. Thích ăn ngọt thì thêm cà vé vô, thêm một miếng cà vé là 6.000. Món này ở Sài Gòn có thể nói là độc nhất vô nhị. Mình yêu nghề này rồi vô nghề này rồi. Muốn chuyển ngày khác thì tại khách nó đi kiếm nhiều chỗ ăn cũng không có thấy bằng ở đây. Bởi vậy
khách ăn ăn xong rồi nó trở về khách quen lắm rồi, còn ở nước ngoài nó về đây nó còn phải kiếm nữa mà.